Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở Đồ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là chiếc kệ góc. Hàng là góc 60, cao 1m10. M10 nha, hàng đặt theo yêu cầu của bác Minh ở Sóc Sơn. Em vừa mới hoàn thiện xong, chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Chiếc kệ góc này có giá là 8.500.000 thôi cửa nhá. Chúng em hoàn thiện sơn view đẹp đẽ. Nó xin lên lại là góc 60 và cao 1m1. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm đến chiếc kệ góc như của bác Minh đây thì có thể liên hệ em theo số điện thoại là 0944222266 hoặc là 0386667909 nhá. Và địa chỉ đây cơ sở em là ngõ Bắc Châu Phòng, Liên Hà Đông, Hà Nội. Để xem hàng trực tiếp, nếu mà quý khách hàng muốn xem thêm các mẫu mã sản phẩm khác như lục bình, bàn ghế, kệ tivi, cửa hàng có thể lên website của chúng em là đồ-mạnh.com để xem thêm các mẫu mã sản phẩm. Đã. Và bây giờ em sẽ đi vào thông số cũng như độ dày của chiếc kệ góc này. Kệ góc này ván của chúng em là làm 1 phân nha người nhé. Khung cánh là làm 4 phân, ván cánh là dày 2 phân. Đây, là để thấy rất sâu. Cảnh là cảnh đục máy nha mọi người nhá, kiểu sen đục máy. Và phía trên là một con kéo vào chiếc kệ này của khách hàng Bắc Minh đây, là làm để đặt đầu đĩa và để tivi nha mọi người, phía hai nhá. Và phía bên góc này cũng là ván dày 2 phân nha mọi người nhá, đục máy. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm muốn đặt một chiếc như của Bắc Minh đây thì hãy nghe em về Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc 0386667809 nhé. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video sau.